You reveal. Reveal all of the grandma. From beginning until now, and after that, you have many tests. Okay. The first, when you want to ask name in Vietnamese, how? Tên là. Ask name. For example, you ask her name. Yeah. Okay. Em tên là gì? Right? June. Rita asks you, em tên là gì? And you answer. Tôi là June. Yes. Tôi là June. Right? Okay. Now, and second, when you want to ask nationality in Vietnam, how to say? June. Do you ask? Rita. Bạn là người nước nào? Yes, okay. Yeah. Bạn là người người nước nào? Right. Bạn là người nước nào? Okay. And Rita, you respond. Tôi là người Thái. Yes. Tôi là người Thái. Okay. Now, when you want to ask job, job, là, yes, not là, you say là, yes, là, bạn là, làm nghề gì? Okay, right. And you answer. Tôi là y tá. Tôi là y tá. Tôi là y tá. Em chuẩn bị sẵn là nhân viên xã hội. Yes. Tôi là nhân viên nó xã. 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 Yes. Hội. 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 Nó hội. 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 Yeah. Okay. You remember this? Hội. What? This? Hội. Hội. Okay. Nhân viên xã hội is from. Nhân viên xã hội. 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 Okay. Teacher in Vietnamese, how to say? Hội. Teacher. Tôi là teacher. Okay. But tôi là giáo viên. Giáo viên. Giáo viên. Giáo viên. Refer to job, but when you call giáo viên, this is cô giáo. You use cô giáo to call. Cô giáo. To call, okay? But giáo viên is one word refer to job. Okay? Doctor. Bác sĩ. Bác sĩ. Bác sĩ. Singer. Singer. Ca sĩ. Ca sĩ. Painter. 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 Họa sĩ. Right, right. Họa sĩ. Nurse. Y tá. Y tá. Driver. Xe. 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 Missing word. Ông xe. No. Lái. Lái. Xe lái. Lái xe. Lái xe. Lái xe. Lái xe. Lái xe. Lái xe. Farmer. Nông dân. Nông dân. Very good. Engineer. Kỹ sư. Engineer. Kỹ sư. Kỹ sư. Kỹ sư. Kỹ. Kỹ. Nhắc là kỹ. Kỹ. Kỹ sư. Kỹ sư. Kỹ sư. Kỹ sư. Kỹ sư. Yes. Kỹ sư. This. Ngã thôn. Lai Suê. Kỹ sư. Kỹ sư. Yes, kỹ sư. Right. Okay. The next. June. June làm việc ở đâu? Yeah. Number four. June làm việc ở đâu?
You answer. Tôi làm việc ở Tà Quang Biểu. Yes, tôi làm việc ở Tà Quang Biểu. Yeah, you remember subject, verb, verb, plus ở. No. Okay, and you answer subject plus verb plus ở and name place. Okay, for example, Krista. Krista sống ở đâu? Tôi sống ở tôi sống ở quận Quảng Bình. Jun, Jun học học tiếng Việt ở đâu? Học tiếng Việt ở đâu? Tôi học tiếng Nghệ ở chợ nhà xanh. Chợ nhà xanh. Học tiếng Việt ở chợ nhà xanh, ok. Học tiếng Việt ở chợ nhà xanh, học tiếng Việt ở Cầu Giấy. Number 5, when you want to, how is your age? For example, bạn tê, bạn bao nhiêu tuổi? Okay, bạn bao nhiêu tuổi? You answer first. Tôi 29 tuổi. Tôi 29 tuổi. Tôi 30 tuổi. Ok. Tôi 33 tuổi. Ok. And now you distinguish mấy and bao nhiêu. Okay, mấy and bao nhiêu. How is different? Until 9. Okay, until 10. Under 10. Yeah. Okay, bao nhiêu. Under this over. This for number, right? Good. Now I want to ask, how many do you have? Okay. Good. For example, Jun có mấy bạn Việt Nam? Question. Answer. Jun có mấy bạn Việt Nam? And you answer. Tôi có mấy. Tôi có hai. Hai bạn Việt Nam. Ok, được. Jun có mấy cái xe máy? Xe máy. Jun có mấy cái xe máy? Tôi không cãi. Tôi không có xe máy. Ok, Krista có mấy cái điện thoại? Tôi có một cái điện thoại. Được rồi. Ok, Krista có mấy cái ô tô? Tôi không có ô tô. Đó. Ok. Rồi, Krista có bao nhiêu cái áo? Tôi có cái áo. Mười hai cái áo. Ok, tôi có 12 cái áo. Jun có bao nhiêu cái váy? Cái váy. Tôi không có
Không có. Vậy yes. No. Skirt. No. No. Không có. Really? Thật à? Không có. Tôi cũng còn vậy. Dạ. John còn mấy cái điện thoại. Tôi có hai mười ơi, tôi có hai điện thoại. Tôi có hai điện thoại. Dạ. Vista, Vista có mấy cái túi? Tôi có ba cái túi. Được rồi, tôi có ba cái túi. Ok. You remember mấy em bao nhiêu?